trong không gian nội thất tân cổ điển, cửa thông phòng đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ giúp tạo không gian riêng tư, mà còn mang lại sự đồng bộ trong thiết kế. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá quy trình thiết kế, sản xuất và thi công lắp ráp cửa thông phòng được Panama thực hiện như thế nào nhé. Thiết kế. Các mẫu cửa thông phòng được thiết kế sáng tạo với đa dạng mẫu mã phù hợp với thiết kế, xu hướng và sở thích của mỗi gia chủ. Đồng thời, các mẫu cửa được thiết kế căn chỉnh hài hòa về hình khối, hoa văn và tỷ lệ, mang lại giá trị thẩm mỹ cao. Sản xuất. Với mẫu thiết kế cửa thông phòng đã lựa chọn, được Panama đưa vào sản xuất tại nhà máy hơn 5.000 m2 dưới sự khéo léo, tỉ mỉ của những người nghệ nhân tài hoa. Chọn gỗ. Gỗ gõ đỏ Pachi là loại gỗ được Panama lựa chọn với những ưu điểm vượt trội về màu sắc, vân gỗ, độ cứng, ít mối mọt, ít cong vênh và phù hợp với thời tiết Việt Nam. Xẻ gỗ. Dựa theo thiết kế, các khối gỗ được xẻ theo kích thước từng chi tiết một cách chuẩn xác. Đục. Các chi tiết hoa văn vào chỉ trên bản vẽ cửa thông phòng được đục chạm tỷ lệ 1:1 vô cùng tinh xảo và kênh bong trên các thớ gỗ đã xẻ. Ghép ngang. Các chi tiết cửa được lắp ráp cẩn thận, chính xác theo kích thước, khoảng cách được chỉ định trên bản vẽ. Chà nhám. Các chi tiết hoa văn mối nối được chà nhám tỉ mỉ cho đến khi mịn màng, mềm mại. Sơn. Cửa thông phòng được sơn nhiều lớp với công nghệ cao, được đảm bảo chất lượng, độ sáng bóng và nổi khối hoa văn. Lắp đặt. Cửa thông phòng sau khi sản xuất xong sẽ được vận chuyển lên công trình và lắp đặt bởi những người nghệ nhân có kỹ thuật và tay nghề cao theo quy trình tiêu chuẩn. Đo đạc, chỉnh sửa kích thước cửa với thực tế công trình. Lắp ráp bản lề tương ứng giữa cánh cửa và khuôn cửa. Dựng cửa vào khuôn cửa và lắp khóa cửa.
Như vậy, để có một mẫu cửa thông phòng sang trọng, tinh tế và đồng bộ với thiết kế không gian, Panama luôn nỗ lực sáng tạo và chỉnh chu, mong muốn mang đến không gian sống chất lượng và giàu tính nghệ thuật. Hãy nhấn và đăng ký kênh Nội thất châu Âu Panama để theo dõi thêm các video bổ ích được Panama chia sẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!